Vâng. Anh chị có làm vaccine mấy bệnh ạ? Có 5 bệnh, em thấy bệnh. Hồi 2 và 3. Ơ nhỉ, 120 nhỉ. 90 hay 120? 90 ok không? 90 đi nào. Đấy. Số lượng 90. Con mẹ này nó đáng nhẽ nó phải tiêm từ cách đây 2-3 tháng rồi. Con mẹ thì tiêm loại tốt cho em. Nhưng mà lại bây giờ tiêm luôn. Tiêm lần này lần 2. Không thưa ông, cái này của con này đúng không con? Chất của cháu ơi. Mũi. Màu đẹp nhỉ? Gặp ra là cái nào cũng nhìn thôi. Trước mình mua cái này bao tiền? Con con nhất con đấy nghịch lắm. Đây cái vật à, để thằng này buồn cười này, lật nó ra nó cũng phải làm gì. Dạ anh làm đây, làm đây mình chơi nhà. Không phải đâu, hôm nay nó không được kịch như mọi hôm. Cắt nó không cho cắt, cả miếng tay đã thụt vào. Em mua cái móng tay ở đây xong rồi về vứt đấy. Không, sao cắt đâu. Kéo Đậu, Đậu ơi, ra đây con. Tìm tòi, tìm kiếm đi rồi mèo. Sao tìm con đi một bạn. Đây có mày xéo gì? Không. Chạy chị xong rồi. Nói đấy. Để hai con lên trước không phải. Biết chạy theo mẹ lắm. Chị thích bắt chuột đúng như chị nha bọn này. Mình xuống ghế à. Đằng sau kìa. Mầm nghĩ đuổi hết. Chị đuổi em cắt ác không? Lập trinh. Toàn con đực thôi chị ạ. Con này lông xù. Rồi thay lông sẽ cắt. Dạ. Tại cắt. Mông to. Có cái gì?